chào các bạn. Năm tôi xin chào các bạn, chúc một buổi sáng an lành. Đây chú chim mình đây. Hôm nay sáng hôm nay mình đem chú chim mình ra sân cho nó hót nè. Đây chim chấp màu. Chấp màu này nuôi cũng được một năm nay rồi. Anh xuyên hót lắm, rất xuyên hót. Hôm nay đem ra đây cho anh dạo. Nhà cũng nuôi nhiều lắm, nhà nuôi 7 con. 7 con mà nó có con này là nó siêu hót, mấy con kia nó làm biến hót lắm. Thấy không, nó hót không? Đấy. Sáng sớm là nhà lúc nào cũng ồn ào vậy á. Sáng sớm mở mắt ra là chim hót líu lo. Ở dưới kia thì con cưỡng nó la làng lên á. Còn có mấy chim cu gáy rồi. Chấp màu dễ nuôi lắm mấy bạn. Mình nuôi nó dễ sống lắm. Mình tập mình cho nó ăn cám á. Đây tôi cho nó ăn cám, cái loại mà cám cho gà con á, cám gà con nó bạn muốn cho nó xuyên hót một chút xíu á thì mình phải mua tôm khô á, tôm khô bắt đầu mình xay nhuyễn mình trộn chung với cám mình cho nó ăn, nó xuyên hót lắm. Chứ nếu mà bạn mà không cho nó ăn nếu mà mình không cho nó ăn tôm khô á thì mình phải cho nó ăn cọc cào với ăn dế, nước protein thì nó mới sung, chứ còn cho ăn cám không thì nó rụng sụi lông hết á. Đó, giờ các bạn thấy nó bước không? Rất là bước á. Nó nhờ nó ăn cám. Ăn cám mà trộn với tôm khô xay nhuyễn á. Không ăn, không sùng, không nuốt được ha. Anh lại bước. Sáng sớm mà mình nghe tiếng chim hót như thế này, cảm thấy nó ăn lành, sống ăn lành rất kỳ lạ không? Chim mà khi mình hót đủ giọng nó liếu. Hay liếu hay. Chim này nó giống chim này của miền Nam mình, nó nhiều vô cùng. Ngày xưa nó nhiều lắm. Ngày xưa thì nó dân miền quê không mới nuôi, chứ dân phố thị họ không nuôi. Rồi sau này nó chinh phục được mấy người, chinh phục được mọi người, chứ thành ra giờ nó thành nó phổ biến. Nó được cái nó xuyên hót, nó xuyên hót chứ nó dáng đẹp. Chim mình nó đẹp nhất là nhờ cái đầu, đúng không? Nhờ cái mồng của nó, cái mồng của nó với cái mấy cái màu sắc của nó trắng đỏ đen rồi, nhìn con chim nó tươi, nó hấp dẫn chim, nhìn nó khỏe khoắn chim. Anh liếu hay, nó hay. Anh ấy hót, mỗi lần hót cái cuốn họng của nó, cái họng của nó phồng lên đẹp ha. Giờ mấy bạn trẻ họ cũng thích chơi chim mình lắm, mấy người trẻ tuổi họ cũng thích. Cái ngày xưa là chơi chim mà đã số mấy ông già cũng chơi, giờ từ giờ nha thanh niên trẻ nó cũng chơi nhiều. Sáng sớm nghe nó hót hay nó đã ăn tài nha. Nay 24 Tết, 24 rồi, còn 6 ngày nữa là Tết. Mấy cái ngày cận Tết này nó mọi người nô nức là chuẩn bị thì mình thấy nó vui chứ Tết tới nơi vô mùng 1 rồi, ngày mùng 1 sang mùng 2 cái hết Tết. Năm nào cũng vậy chứ nô nức rần mấy ngày trước Tết vậy thôi. Nhà tôi cũng chuẩn bị tùm lum làm đủ thứ hết trơn. Đây nè, làm ba cái lạp xưởng nè. Nhà bà xã làm lạp xưởng, đang phơi nè, phơi lạp xưởng nè. Thấy không? Phơi lạp xưởng nè, lạp xưởng làm phơi. Phơi đi, có mấy cái món nhậu thì Tết mà, đó làm phơi. Ăn uống bao nhiêu mà phải làm cho nó vui vậy thôi, chứ ăn uống bao nhiêu mấy bạn. Dạ cả rồi, nhưng mà trong nhà có này có kia thì nó cũng có không khí xuân, nó cũng vui, không khí xuân nó cũng vui rồi. Bác thấy không, đây lạp xưởng đây nè, lạp xưởng làm phơi khô nè. Đấy. Đây là khu vườn nhỏ này nè. Đây tôi vườn nhỏ mình đây, ngày nào cũng lên đây chăm sóc cây này cây kia, chim hót rồi đó, mình thư giãn như rồi nó thư giãn, nó khỏe khoắn mà đó. Đây xem cái chú chim hót, chứ tập thể dục mà nghe con chim mẹ nó hót á cũng sướng tay lắm, hót suốt à.
với cận cảnh anh là nhìn anh sướng mà. Nó mình nuôi này mình phải nuôi nhà ít nhất phải có hai con, mình treo góc này con góc kia con, cái con này nó hót rồi con kia nó hót theo, chứ ở nhà nuôi một con nó ít hót lắm, mà là nuôi hai con nuôi cặp vậy á, nuôi lúc nào nuôi hai con trở lên. Nó nghe cái tiếng chim hót á, tiếng chim hót nó kêu lại. Ơi, sẵn dịp mình mời các bạn đi tham quan cái lão mai già của mình đi nha. Đây, lão mai già đây xem tối nay nó thế nào rồi. À, lặt lá bữa 17 á, hôm lặt lá bữa 17 hôm nay để xem. Ồ, hôm nay nó nứt rồi, à, thấy không? Nó quá trời không? Mấy cái bông mà nó như thế này đó mấy bạn à, cái bông như thế này nở sớm á. Hôm nay là ngày 24. Ngày 24 mà nó để mình xem ngày 24 thì nó cái dạng như thế này thì nó vừa đấy bạn. 24 mà nó dạng như thế này nó vừa nhú ra như thế này thì vừa. Nhú là như thế này à, nhú như thế này nó vừa nè à, nhú như thế này là vừa. Cái còn mà nó nở lớn quá cây này nó cái chùm này nè, chùm này thì nó nở trước rồi, chùm này chắc chắn là nở trước rồi, chùm này khoảng chừng 27 là nở, chùm này vài ngày nữa nở. Hôm nay là ngày 24 thì nếu cây mai mà nó đồng loạt mà nó ra nó nhú nhú như thế này, nó nhỏ thế này đây, nó chỉ cần một cái nụ nhỏ nó đơm lên mấy cái một cái nụ lớn như độ giữa này nó đơm lên, nó cái nụ nhỏ xung quanh như thế này, nó nhỏ thế này thì nó vừa. Còn nó nở mà nó bung to quá, nó bung to như thế này đây, nó bung to như thế này đây là cái chùm này nở sớm. Cái mai mà nó càng già, thông thường mai nó càng già thì nó càng nhanh nở, mình đặt lá sớm nó cũng mau nở lắm. Còn mấy cây mai non á, mấy cây mai trẻ nó có xu hướng nó nở chậm hơn. Cây này nay nó bung xanh hết à, nhìn nó bung xanh đúng không, thấy không? Nè bung hết rồi nè, nụ nè đây là lọc nó ra, các bạn thấy mình lọc nó ra nè. Này ý phải lọc cái nụ chứ, này cái nụ non phải không, đẹp không, đây đó ra hết trơn nè, là nó đem lấy cái lọc non đây, lọc non đây. Một cây mai đẹp á là một cây mai nụ nhiều lá thôi, có nhiều cây mai mà nó ra lá nhiều quá thì mấy bạn bỏ bớt lá non đi, chừa một ít thôi cho nó đẹp, chứ nó nhiều quá nó cũng không đẹp. Cây này năm nay bông nhiều nhưng mà nở tới đúng ngày mùng 1 nở rực hay không thì cây này chưa chắc, cây này có lẽ nó nở sớm.
mai nó xanh rồi, đầu nó đun đủ xanh hết rồi, đun hết đủ xanh rồi. Cây to lắm, cây mai này to lắm. Mai này nó nở mà dàn thức hết một góc sân luôn á. Nó mới nhú nhú thôi, này nó mới nhú nhú, nó chưa có ra, chưa có bông được, chưa có nở bông. Vài ngày nữa, vài ngày nữa cái mai này đẹp lắm, mai nào cũng sớm rồi. Thôi hôm nay mình làm một cái clip của tay đẹp thôi ha. Bye bye các bạn, chia sẻ với bạn nhiều ha. Để hẹn mấy bạn vào khác. Thôi bye bye. Chúc các bạn gia đình thật nhiều sức khỏe.